Hi, xin chào mọi người, xin chào tất cả các cô chú, xin chào các bạn, xin chào mọi người và mình muốn thật vui vẻ. Các bạn hãy hướng dẫn cho các bạn những thể cơ bản và thật chi tiết và thật chậm nhé, và do tất cả các khán giả yêu cầu liền nhé. Thì em hướng dẫn lại cho các bạn một chút nhảy để các bạn kết hợp cho tuổi của các cô nhé. Các cô rất nhiều các cô hỏi Yên là tuổi của các cô còn học theo Yên bước nhảy của Yên không? Dạ học được ạ. Cô cứ học theo bước nhảy của Yên, bước nhảy thì do như của Yên này nhá. Vừa tập thể dục để vừa vui vừa khỏe mỗi ngày nhá các cô nhá. Đó. Tuổi của các cô ngoài 50-60 thì các cô cứ dùng với những dòng nhạc nhẹ nhàng cho Yên. À, dùng những dòng nhạc nhẹ nhàng cho Yên. À, còn tuổi của những trẻ tuổi hơn thì hãy dùng những nhạc mạnh nhá. Đó. Rồi. Yên sẽ bảy hướng cùng chiều để cho mọi người tập thể dục nhé. Các bước nhảy này là do khán giả yêu cầu Yên rất là nhiều nhá. Các khán giả yêu cầu Yên là làm chi tiết và thật chậm nên làm chi tiết và thật chậm nha. Rồi, bắt đầu ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 đó, các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy sẽ được nhá. Mới thì các bạn cứ thật chậm, bây giờ sẽ làm thật chậm cho các bạn theo nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Khi mà mọi người để hạ quen dần dần rồi sẽ di chuyển nhé. Chuyển di chuyển nhé. Đó. Khi mà muốn di chuyển thì cái gót chân của các bạn là cái chân trụ ạ. Thì bắt đầu chuẩn bị chuyển sang chân trụ. Thì các bạn nhún xuống đánh gót chân luôn đi lên nhé. Đấy là di chuyển nha. Đó. Và chúng ta cái bước nhảy tự do này á là cái tăng nhảy là để chủ yếu là chúng ta đi tiệc này, đám cưới, đám phụ ấy thì chúng ta nhảy tập thể, điều nhảy tập thể các bạn ạ. Thế cho nên là các bạn khi học là các bạn học nhảy kiểu di chuyển cho khoe cái chân nhá. Đó, các bạn muốn quay này đó, bởi vì là phòng học nhảy cái lúc nhảy tập thể đông người lại là hay lộn xộn, hay lộn xộn người như thế này, nó họ đứng trước kia họ lộn xộn họ không đẩy thì là mình sẽ cũng phải di chuyển theo ạ. Đó, khi mà mình di chuyển theo thì là mình sẽ phải đang đứng như này mình nhẹ có thể mình di chuyển theo chỗ khác ạ. Thì cái bước chân của chúng ta làm sao ạ, chúng ta sẽ phải nhảy và đánh gót tay nhá. Đó, do đương nhiên thì chúng ta được khởi tác nhé. Đó, à, các cô ngoài 50-60 cũng học được nhé các cô nhé. Đó, để hạ rồi thì các bạn cũng để lên dần dần trước tiên. Trái tim tôi như người điên biết sao.
này dành cho tuổi của các cô nào mà thích nhảy tự do giống như Yên đấy. Đó, đây nhá các cô ơi, không phân biệt tuổi tác nhá. Đấy ạ, các cô cứ học nhảy nhẹ nhàng và thay vì tập thể dục tự nhiên nhá. Thank you.
chào tất cả mọi người. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an. Và xin chúc mọi người thành công trong các bước chạy của mình nhé. Dạ, Yên xin mỗi người nhớ xem xong clip của Yên mà thấy hay thì cho Yên xin mỗi người một like và ấn đăng ký kênh ủng hộ Yên để mở theo dõi Yên học hàng ngày nhé. Và có điều gì thắc mắc và hoặc là mọi người có ý kiến gì với Yên thì hãy đặt comment bên dưới thì Yên sẽ trả lời nhé. Dạ rồi, Yên xin chào mọi người, xin chúc mọi người thành công trong cuộc thể của mình. Dạ, Yên cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.